hôm sau bố cho con đi xem cái gì? Đi xem cái heo. Cái heo làm gì? Đang bơi. À, cái heo đang bơi á? Nó bơi như thế nào? Bơi để tay tay. À ha. À, rồi là bố cho con xem cái gì nữa? Xem mấy cặp bảo tàng. À, xem bảo tàng. Bảo tàng có cái gì? Cô ghê bể bay trưng. Ừ, mà bay trưng thằng. Và cái gì nữa? À, cái cánh. À, cái cánh rồi. Thế có cái gì mà bắn bum bum nè? Xe tăng. Đúng rồi, có cái xe tăng. Ok, hôm nay bố cho con đi xem nhé.